Ngộ Không, hắn ta là yêu quái. Mau trừ khử hắn đi. Ngộ Không, mau trừ khử hắn đi. Hắn là yêu quái đấy. Người là yêu quái ở đâu mà dám đến đây tác oai tác quái? Ba đồ đệ của ta đều là những người giỏi thu phục yêu quái. Người hãy mau đi đi. Sư phụ, ta không phải là yêu quái. Nhưng tại sao ngươi lại hiện hình trên miệng giếng? Sư phụ hãy nhìn kỹ ta xem. Bệ hạ, chẳng hay bệ hạ là quốc vương của nước nào, tại sao lại đến đây? Chẳng giấu gì sư phụ, ta chính là quốc vương của nước OK này. Là quốc vương, sao bệ hạ lại ở trong bộ dạng này? Sư phụ, một năm trước đây, có một đạo nhân đến đây giúp ta cầu mưa chống hạn, gọi đá thành vàng. Ta bị mê hoặc mà kết nghĩa huynh đệ với tay đạo sĩ đó. Hóa ra ngươi là oan hồn của quốc vương đã khuất. Sư phụ đừng sợ. Tôi đến để nhờ sư phụ giải oan cho tôi và diệt trừ tên yêu quái kia. Bệ hạ, bệ hạ muốn tôi diệt trừ yêu quái giúp bệ hạ. Đúng thế. Tôi có một đồ đệ là Tôn Ngộ Không, rất giỏi thu phục yêu quái. Nhưng nay tên yêu quái đó lại biến thành quốc vương nước OK. Chúng tôi không dám gây chuyện binh đao. Sư phụ đừng lo. Ngày mai thái tử của ta sẽ đến chùa thắp hương. Rất mong sư phụ hãy gặp nó. Nếu nó biết ta bị oan, nó sẽ giúp sư phụ rất đắc lực. Thái tử là người trần mắt thịt, làm sao lại tin lời tôi? Không sao, sư phụ hãy cầm lấy cái này làm bằng. Ngọc Quy, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ.
Ngọc Quy, đồ đệ, đồ đệ, đồ đệ, lại đây. Sư phụ, vừa rồi ta nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Sư huynh, dậy đi, sư phụ vừa gọi chúng ta đấy. Đồ đệ gì, nửa đêm rồi còn gọi gì nữa, đồ đệ nào. Mau lại đây, sư phụ có chuyện gì vậy? Ngọc Quy, thái tử đến. Hắn đến thật rồi. Cái này là gì vậy? Thôi, mau đi đi. Đi đi. Sư phụ. Người hãy mau mang về cứu quốc vương. Coi như đó cũng là công đức của ngươi. Nhưng mà ta phải nếm thử xem thật hay giả đã chứ. Nhà ngươi thật đáng ghét. Lão già này thật trẻ con, ai thèm ăn của lão chứ. Lão nhìn xem, hãy còn đây này. Nhìn kìa, hòa thượng kia từ đâu đến mà sao không cúi đầu kính lễ? Này tên yêu quái kia, người hãy xem đây là ai. Hãy bảo vệ sư phụ. Bá sới, đệ không sao chứ? Sư huynh, mau đánh hắn đi. Hey!
Ngộ Không. Ngộ Không, hắn là yêu quái. 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 Trừ khử hắn đi. Ngộ Không, trừ khử hắn đi. Đại sư huynh xem kìa, làm thế nào bây giờ? Sao lại có hai sư phụ? Không biết ai là thật, ai là giả nữa. Ngộ Không, hắn ta là yêu quái. Mau trừ khử hắn đi. Ngộ Không, mau trừ khử hắn đi. Hắn là yêu quái đấy. Các sư đệ, phải làm thế nào bây giờ? Sư huynh, đệ có cách này, nhưng huynh phải chịu đau đầu một chút. Mau nói đi. Sư huynh hãy bảo sư phụ niệm chú vòng kim cô. Kẻ nào không biết niệm thì chính là sư phụ dởm. Được. Sư phụ, hãy niệm chú đi. Bồ Tát, ngài đi đâu vậy? Ta đến giúp ngươi trừ yêu quái. Xin đa tạ, xin đa tạ. Còn sư tử ở đâu ra mà dám tác oai tác quái ở đây vậy? Để tôi giết nó. Đừng đánh, đừng đánh. Nó là phương tiện đi lại của ta. Hóa ra nó là phương tiện đi lại của Bồ Tát. Nể mặt ta, người hãy tha cho nó đi. Được, nể mặt văn thù Bồ Tát, ta sẽ tha cho nó. Nếu không... Được, được. Lại đây nào, lại đây. Bồ Tát, từ nay hãy quản lý nó cho chặt đấy. Mẫu hậu. Mẫu hậu xem ai đây này. Tử Đồng. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Mau mời các cao tăng đại đường tới đây để gia đình ta bái tạ ơn cứu mạng. Bẩm bệ hạ, bệ hạ, đường tăng cùng chư vị đồ đệ đã lên đường đi xa rồi.